đơn mà chỉ dưới. Hỏi các chị đi sang xem cây sim của bác này vừa gọi xem sao. Đâu nhỉ? À đây. Ra. À thế à? Đâu mang tôn nào bác? Lúc trở về rồi. À. Mặt hàng này anh chưa đỡ. Nắng quá. Nắng nhỉ? Nắng mà chẳng có ai đi mua. Đâu bên này nhìn xa này tưởng đa nhỉ? Xi à? Xi này là bao nhiêu tiền bác? Xi này anh đưa giá 45 triệu. 45 triệu. Nhìn xa đúng tưởng đa rồi. 45 triệu. Nhiều anh em thích lắm. Đẹp, đẹp. Để làm lại cái này nó hay tí thì đẹp, ok. Anh bảo là chơi đồ cũ phải chấp nhận không? Ừ. Không, mình làm lại cái đế này nó sạch tí là được, cho thấp đế xuống 45. Hôm trước anh đi một con ra hôm đấy. Hôm trước á? Hôm nay thì còn đẹp, nổ về Bắc Giang. Bán từ sớm à? Thế sao? Chắc lâu rồi chứ. Cái này 2 chuyện. À thế đúng rồi. Giờ này là anh phải. Bác là ở Văn Giang à? Đâu nhỉ? Quay bên Gia Lâm. Gia Lâm. Nhà chắc có nhiều đồ. Nhiều đồ. Ừ, anh có ít cây 45 rồi. Cần rồi. Vừa được rồi. Đẹp đấy. Nhìn xa đúng kiểu cái đa rồi. Và nhìn cái đoạn này nó giống đa quá. Lần trước trắng, không lại đen, không bên lại trắng. Con này anh thấy lúc quái hai luôn. Con kia cùng tuổi mà nó trắng. Cùng tuổi cùng chất đấy. Ừ. Mà con này lại quái hai, lúc đen chắc. Nó lại trắng dần mấy cái chút của đen nữa. Đấy, mịn mà sạch sẽ. Nếu mà em về em làm lại thấp cái đế rồi. Thấp cái đế này. Mặt đất chỉ đến đây thôi. Đấy, đấy, anh đang bảo là nếu anh sang chậu trước anh cơi lên. Nó đang hơi vó, bị vó. Nhìn này, nó hơi cổ. Con này bây giờ chỉ ép à? Đấy. Ép vào chứ đừng đấy. Không, ý là bảo là mặt đất đến đây này. Ừ. Thì nhìn nó đỡ vó như ngày xưa. Lần trước anh thấy góc kệ bên này đẹp quá. Thế bắt đầu anh mới quay ra lưng dần lên. Cái này đến đây là đẹp rồi. Đây là hợp. Đây sang chậu khác. Quá chậu đầu cất đi. Chậu này mua lâu thế. Này cũng phải hai người bê nhỉ? Không, một mình thay điên, mình thay tốt. Anh chỉ quăng cửa đôn lên. Chỉ nhấc thôi chứ còn bê đi bê lại là hơi bất nhỉ? Nhẹ hơn bao xi măng. Nói chung bê thì bê được, nhưng mà để đi một đoạn nhỏ ngắn thôi. 45 triệu, ok đấy. Phải năng lên chợ vào. Cuối tuần anh lên thích ra phải chủ nhật. Đồ này nó cũng vắng vẻ. Nắng nôi quá. Cây cối nó chậm, một người nó cũng không có tiền nữa. Còn thợ mua nữa. Đấy, còn con này thì bao nhiêu? Con này thì bao nhiêu? Con này triệu 7 thôi. Triệu 7. Quê đấy nhỉ? Quê. 1, 2, 3, 4, 5 đấy. Đôn kia là đôn xi măng này. Đâu xứ nhỉ? Nó là đôn thóng cao lắm. Mặt tràng. Mặt tràng vẽ kỹ. Sản xuất năm 94. Bao tiền một đôi? Đôi anh bán cho Hiếu 1 triệu đôi. 1 triệu đôi là 500 đôi. Cao bao nhiêu? Cao 50. Cao 50. Anh còn một đôi lục giác ông Việt đang bắt cho sau chửi ra đâu. À. Nhưng mà của nhà chứ không phải là ấy. Ngày xưa anh có vài cái thôi. Có 5 cái. 3 cái cọc cạch thôi. 3 cái anh đọc số của anh kia hôm nào em xem có gọi có Zalo đấy cũng có. Hồi trước có người mà chả nhớ. Tập tổng số 0988 28 70 77 bốn cây Gia Lâm. Bốn cây Gia Lâm. Ok. Cây này cây của bác nào không biết? Đuối. Chả biết của ai, có một mình ở đây. À, cái anh Tuấn à? Nay chở đi nhiều thế?
nổ giá đi anh. 7,5 triệu. 7,5 triệu à? Đấy. Giá chợ ngày nắng nóng á. Đấy ông nào con cũng thay được. Lê Minh Tuấn. Gà trắng. Có lộ số điện thoại không? Đọc đi. 0919. Rồi. 833. 608 nhé. 608. Các ông chỉ lúc... miền Bắc chứ không đi được miền Nam nhé. Đấy, ông nào mà xem thì nhớ mở cái tiếng lên này. Hỏi em không biết viết số, em có lưu đâu, đọc sang trực tiếp đây. Ngày nào cũng đọc nhưng mà anh có lưu điện thoại đâu. Muốn viết lại phải xem lại. Hai thân đỏ đưa đây. Xanh mát quá. Lê Minh Tuấn đang đại hạ giá. Đấy, ông đang bảo chợ đang đại này chán. Chán thật. Cả những người mua đâu. Cái thợ nó nhau với nhau. Đúng là sau dịch thì kém xúc động nhỉ. Nổ thì nhiều vụ nổ rất lớn nhưng mà toàn anh em với nhau. Chứ thực sức mua thực sự lại không có. Toàn những quả nổ nó to quá. Cảm ơn chú Đoàn nhá. Ok bạn. Cái kia của ai? Của anh. Đấy, nổ giá luôn. Xanh Nam Việt. 4 triệu. Đấy. Zip nha. Của Lê Minh Tuấn đó. Lê Minh Tuấn. Xem là có vẻ có vật được không. Tay đóng nó hơi mệt nha. Tờ lên tuốt mặt này được, tay này là đóng ra đây thì ok quá, nhưng mà không sao, đóng ở đấy thì lại nhiều tiền. Đấy, có con 45 đồng là đi cứu. Xì lên đường này bác. Về à? Sang bên Gia Lâm thì lại dễ bán hơn. Vâng. Ok nhá bác nhá. Bán được cái nào chứ ông Thìn? Chỗ này mát nhất chợ đấy không? Chợ này ý. Giờ này có vẻ sức mua kẹp. Còn nổ còn người ta mua tỉ tỉ đâu đâu. Cây ngoài chợ có ai ra. Đấy, cây Phúc Kiến này là bao nhiêu không? Cái này 2 triệu. 2 triệu cho Phúc Kiến. Ông Thìn, ai thích đi thì xem ra chợ hoặc là vào trong Thìn ở An Khánh. Cứ bảo chở đi đâu là mệt lắm, không chở đâu, xa đúng không? Miền Nam nhất là chịu đúng không? Chịu. Đấy. Cây du này thì bao nhiêu? Du này tầm cũng thế. Thế 2 triệu. Sáng lại có làm tí rồi sao? Có thôi. Thơm thơm. Cả cái năm ít thôi. Hay quá. Làm vài chuyện nhỏ thôi. Cuộc đời là nó phải thế, nó mới khỏe được. Nó phải điều độ. Còn cái du này thì sao? Cái khoảng 600. 600. Đấy, du đây, du đẹp, du già. Thế thôi, mình bán kiếm mấy chục tiền lãi thôi. Đấy, cái mai này cũng già này, cái mai này thì giá sao? Nguyên trên xe này chưa tháo, hôm nay có vẻ vẫn còn ngại ngại đuổi đúng không? Sẵn sàng đi đường. Đấy, chúc ông là đắt hàng nhá, cố gắng. Hôm trước thấy phi sang gì nhỉ? Đông Anh kinh lắm, đi tít lắm. Cũng hay sang Đông Anh. Đấy, được đấy. Ngồi chỗ này mát cũng đỡ vất. Ừ. Đây là xe của ông nào đây? 10. Để này.
chở đi lâu lắm cũng chưa bán được. Cỡ nó hơi to đâu mà khó. Các em muốn tiếp tục đi nhá. Đấy, đi ra ủng hộ các bác, các ông bán rong một tí các bác. Chứ đường này nó hơi ế, người ta cứ nổ tỉ tỉ ở đâu đâu. Nhưng mà thực mua thực tế cuộc sống hàng ngày này là ít. Ở đây cây cầu muộn. Mun đen. Rồi ok các bác, như vậy là xong được một góc chợ thì mặn phía bên này trở lại. Bây giờ còn cái chỗ mấy ông kia ra đánh nốt cái video nữa. Phục vụ các bác nhé.